thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, xin quay trở lại phần 2 của chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm. Và kính thưa quý khán thính giả, mặc dầu trong những tuần lễ vừa qua, có lẽ thế giới đang quan tâm và chú mục đến các cái biến cố xảy ra ở tại Ukraine, cũng như là cái cuộc chiến ở tại nơi này, liệu nó có nổ ra hay không, và tìm mọi cách để mà giúp giải quyết cái vấn đề, cái khủng hoảng này. Tuy nhiên cũng không phải vì thế mà Hoa Kỳ sao lãng tất cả những cái phần khác ở trên thế giới. Chúng tôi muốn nói đến, đây được xem có thể là một cái điểm son của Hoa Kỳ. Mặc dù bận rộn với những cái vấn đề khác ở bên Âu Châu, nhưng với châu Á, Thái Bình Dương và đặc biệt ở khu vực Biển Đông, thì chúng ta lại biết là cái ngày 12 tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã công bố một cái bản tài liệu liên quan tới sách lược gọi là Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đấy là cái chiến lược ở trong khu vực này. Hôm nay chúng ta sẽ dành thời giờ để nói về cái chiến lược này. Chúng ta cũng sẽ nói đến cái ảnh hưởng của nó đối với các quốc gia ở trong khu vực. Và đồng thời, ngày hôm nay so với lại những năm trước đây, thì cái hướng đi của Hoa Kỳ nó đã có những cái điểm gì mới tích cực nhằm để mà củng cố cái vai trò của mình, để đồng thời giúp cho tất cả các quốc gia trong khu vực, mà đồng thời cũng ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Cộng ở tại khu vực này. Đấy là cái nội dung của cái phần 2 của chương trình hội luận mà chúng tôi muốn mang đến cho tất cả quý khán giả ngày hôm nay. Và để mở đầu nói về cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì tôi xin mời anh Bình cho biết những cái tin tức liên quan tới cái việc này, và cái việc này nó được đưa ra trong một cái bối cảnh như thế nào, thưa anh? 3 năm trước, vào tháng 6 năm 2019, thì Bộ Quốc phòng cũng đã công bố cái bản báo cáo về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thì cái bản báo cáo nó đưa ra những cái quan điểm căn bản nhất về mặt chiến lược, về những cái kế hoạch kinh tế và những cái thì nó phản ảnh cái chiến lược căn bản của Mỹ trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. 3 năm sau, thật qua đến đời tổng thống nhiệm kỳ của ông Biden, thì mình nhìn lại cái bản báo cáo này thì thấy là cái nét cốt lõi nó không có gì thay đổi cả, chứng tỏ là cái chiến lược của Mỹ nó là trường kỳ, đây là chiến lược trường kỳ, nó không có thay đổi theo cái chuyện mà chính trị nội bộ của Mỹ, cho dù tổng thống là cộng hòa hay dân chủ, thì cái bản chất của cái chiến lược đó là vẫn như vậy. So với 3 năm trước thì cái bản mà tổng kết lần này nó ngắn hơn đó, phải không? Chưa đến 20 trang so với lại 60 trang của 3 năm trước. Nó ngắn hơn nhưng mà nó có nói những cái điểm cụ thể hơn. Ở chỗ là nó có một cái phần 3, nó có một kế hoạch hành động. Ngoài những cái quan điểm căn bản của Mỹ về những nguyên tắc tôn trọng luật pháp, ví dụ như luật hàng hải ở Biển Đông, ngoài chuyện bảo vệ, giúp bảo vệ độc lập cho Đài Loan, nhưng vẫn xác nhận là chính sách mà một Trung Quốc. Thì trong cái báo cáo lần này, trong cái bản chiến lược tổng kết phục chiến lược lần này, thì nó có thêm một cái phần thứ ba là một cái kế hoạch hành động, thì nó có nói cụ thể hơn. Nhưng mà so với 3 năm trước thì nó cũng có những cái điểm nó mơ hồ hơn. Ví dụ như trong báo cáo 3 năm trước thì có phân tích từng trường hợp một, từng nước một, và cái quan hệ, cái liên hệ của cái nước đó, cái vai trò cụ thể của quốc gia đó. Ví dụ như Việt Nam bên trong cái chiến lược này là như thế nào, thì cái bản tổng kết cái lần này thì họ chỉ nói một cách lướt qua, có nhấn mạnh đến cái vai trò của ASEAN nhưng không có phân tích cái tầm quan trọng của từng nước so với lại 3 năm trước. Lần này có một cái ý mới được đưa ra, đó là một cái khung ngoài việc quân sự an ninh, ngoài cái sự hợp tác về quân sự và an ninh, thì còn có một cái ý thứ ba nữa, đó là một cái khung kinh tế mở rộng cho vùng Á Châu Thái Bình Dương. Thì nó hứa hẹn là sẽ có một cái sự hợp tác kinh tế, là Mỹ và các đồng minh ở Tây Phương sẽ đầu tư rất là nhiều trong tương lai vô hệ thống hạ tầng cơ sở ở vùng Á Châu, Thái Bình Dương. Nhưng một cái quan trọng mà tất cả những nhà lãnh đạo ở trong vùng á muốn thấy là cái con số thì lại chưa có. Nên mọi người vẫn còn chờ đợi con số. Vì nếu không đưa ra là thôi, con số đó nó phải là hàng trăm tỷ. Thì trong này thì Tòa Bạch Ốc họ chỉ nhắc sơ thôi là họ sẽ đưa ra một cái dự án lớn trong tương lai, nó gọi là Build Back Better World, BBB và chữ W ở cuối. Họ hứa là trong tương lai sẽ có. Tất nhiên là ông Biden thì ông không có được cái checkbook, cho nên ông phải tùy thuộc vào cái quốc hội Mỹ đồng ý chi đến bao nhiêu.
Vì vậy đó là lý do chính mà không thể nào để con số vô trong này được. À, một cách tổng quát thì đây là cái chiến lược của Mỹ. Cảm ơn cái phần tóm tắt vừa rồi của anh Bình. Xin mời anh Nguyên. Dạ vâng, cái chiến lược gọi là cái chiến lược tổng quan về Ấn Độ Thái Bình Dương thì bữa thứ năm thì được biết là ông trợ lý ngoại trưởng của Mỹ đặc trách cái vấn đề Đông Á Thái Bình Dương là ông Daniel Christenbrink, tức là ông này trước đây làm đại sứ ở Việt Nam đó. Thì ông ký giả hỏi ông là cái vấn đề, bởi vì cái chiến lược này như Bình vừa nói là nó có thêm cái phần gọi là khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Thái Bình Dương, thì người ta hỏi coi như là cái khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Thái Bình Dương có Trung Quốc không, thì ông nói là không, không có Trung Quốc. Thì điều này cho thấy rõ là với cái chiến lược này nó có cái thêm phần kinh tế, và cái phần kinh tế này là để cạnh tranh với Trung Quốc. Bởi vì không có Trung Quốc tức có nghĩa là để cạnh tranh với Trung Quốc. Mà Trung Quốc bây giờ thì đã nắm, thứ nhất là Trung Quốc lập ra cái vành đai con đường. Thứ hai là Trung Quốc lập ra một cái... không phải lập ra mà coi như cầm đầu một cái tổ chức về kinh tế với 16 quốc gia, và hiện giờ là cái CPTPP thì lại không có Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ hình như là giờ cũng không có muốn trở lại cái CPTPP, và mà Hoa Kỳ muốn lập ra cái khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Thái Bình Dương này. Thì với cái chiến lược tổng quan này thì mình thấy có cái điều là trước đây thì dĩ nhiên cũng có, nhưng mà có cái điều mà nó là trong này có nhắc rõ là trong này Việt Nam có một cái vai trò quan trọng trong này. Và bên phía Việt Nam thì Cộng sản họ cũng lên tiếng, họ nói rằng là họ sẵn sàng cộng tác trong cái vấn đề hòa bình, ổn định và an ninh cho cái vùng Ấn Độ Thái Bình Dương. Tức là với cái chiến lược này đưa ra, nói là có Việt Nam, có lẽ là họ cũng đã thỏa thuận với Việt Nam trước rồi, thành ra khi mà đưa ra và bên phía Việt Nam cũng nói xuôi theo là coi như là ủng hộ cái chiến lược này. Thì với cái chiến lược này thì mình thấy là họ muốn là coi như bao phủ cả cái từ vùng Nam Á cho đến cái các đảo ở Thái Bình Dương. Và nó bao phủ cả hai cái phương diện, thứ nhất là an ninh quân sự, và thứ hai là có mở ra một cái khung sườn kinh tế mới. Tức là cái vấn đề thật sự đương đầu cạnh tranh với Trung Quốc nó có hai lĩnh vực chứ không phải một. An ninh quân sự là một, nhưng mà cái vấn đề có thể là gọi là nền tảng hơn là cái vấn đề kinh tế. Là bởi vì hiện giờ và từ trước đây là... phải thật sự mà nói là 10 quốc gia Đông Nam Á thì họ làm ăn với Trung Quốc nhiều hơn là với Hoa Kỳ, và cái điều đó là một cái thất thế cho Hoa Kỳ, trừ khi Hoa Kỳ có thể chiếm lại cái thị trường. Bởi vì là nguồn gốc của những cái xung đột hay là những cái chiến tranh đều bắt nguồn từ cái vấn đề thị trường, từ vấn đề là kinh tế. Do đó mà đó là vấn đề mà với cái chiến lược này thì hứa hẹn là sẽ đầu năm 2022, nhưng bữa nay gần tới tháng 3 rồi, thì sẽ đưa ra cái khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Thái Bình Dương là như thế nào. Nhưng mà như mình nói là cái vấn đề ông Biden, ông không có cầm được cái checkbook do Quốc hội cầm. Mà với cái checkbook do Quốc hội cầm, mà bây giờ với cái tình trạng của nước Mỹ mà đưa lạm phát như thế này, và với đồng tiền mà chi ra nó hơn cái đồng tiền làm mà make được, thì dĩ nhiên là có một cái ngân sách mà gọi là lớn thì nó có thể là rất là khó cho Hoa Kỳ. Mà những quốc gia Đông Nam Á thì lâu nay họ than phiền là Hoa Kỳ không dám chi, là chi ít quá, trong khi Trung Quốc thì chi nhiều quá. Thành ra do đó mà con số chưa đưa ra là có thể nói là một cái khó khăn rõ ràng của Hoa Kỳ. Đưa ra con số nhỏ quá thì bên phía 10 quốc gia Asian là họ chê, mà đưa qua con số lớn quá thì nó có thể là không đưa ra nổi, hoặc là chưa chắc là Quốc hội có thể thông qua được. Thì đó là có lẽ cái khó khăn lớn nhất của Hoa Kỳ vậy thưa anh. Tóm lại thì qua cái điều mà chia sẻ của cả hai anh đó thì mình có thể thấy một điều, so với lại cái sách lược, cái chiến lược của những năm trước đây đó, thì lần này đó cái vế về mặt kinh tế đó nó đã được đặt lại một cách tương đối khá rõ nét. Tôi cho là đấy là cái điểm tích cực đầu tiên mà chúng ta trông thấy. Cái điểm thứ hai đó mà mình thấy được ở đây đó là tôi ghi nhận được đó
là trong cái bản về cái sách lược này đó, họ có nói đến cái vai trò của NATO khi mà nói về cái gọi là an ninh ở trong khu vực đó. Và đấy nó là một trong những cái điều mà mới, tương đối mới. Vì nếu mà cái chuyện này nó trở thành hiện thực đó, thì điều đó có nghĩa là cái an ninh khu vực này đó, nó trở thành cái trách nhiệm chung của cả thế giới, mà trong đó có Hoa Kỳ và các quốc gia ở trong cái khối liên phòng Bắc Đại Tây Dương. Và đấy nó là một cái sức mạnh rất lớn mà nó mang cái tính răn đe đối với Trung Cộng. Một cái điểm thứ ba mà tôi cũng thấy tôi có thể ghi nhận được đó, là giống như anh Bình có nói đó, là cái quy mô của cái chiến lược này đó, nó là Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Nam Á, tức là nó bao trọn cả cái khu vực và nó xuống tới Ấn Độ Dương. Và bên cạnh đó đó, thì cái vai trò mà đặc biệt được nêu ra đó là vấn đề Đài Loan. Thì giống như anh Bình nói đó, là vẫn khẳng định một lần nữa Hoa Kỳ sẽ phải tiếp tục kiểm trợ cho Đài Loan để tự vệ, và đồng thời cũng nằm trong cái chính sách gọi là một Trung Cộng hay là một Trung Hoa đúng hơn. Nhưng mà lần này thì tôi đọc thấy có một cái câu rất là quan trọng, và tất cả mọi việc liên quan tới cái tương lai của cái quốc đảo này đó cần phải được dàn xếp trong hòa bình, và nó tùy vào cái ý chí của người dân ở tại cái quốc đảo này. Đấy nó là một cái điều mà tương đối là mới, và nó cho thấy rõ là cái vị trí của Hoa Kỳ ngày hôm nay đó, trước cái sự việc này đó, nó đã khá rõ nét. Đây nó là một cái điều mà tôi cho rằng tích cực mà chúng ta thấy được ở trong cái năm này liên quan tới cái sách lược này. Một cái điều nữa mà nhân tiện đây để muốn hai anh có thể chia sẻ, là cũng không lâu, vào tháng trước, cũng khoảng trung tuần của cái tháng trước đó, thì Hoa Kỳ đã công bố một cái văn bản được xem như là một cái cáo trạng liên quan tới những cái yêu sách về chủ quyền và quyền tài phán của Trung Cộng. Và cái tên của nó là cái bản nghiên cứu về ranh giới trên biển số 150. Và trong cái bản văn này đó thì nó dày tới gần 50 trang, và nó cũng lại cho thấy một lần nữa cái nhìn của Hoa Kỳ và đặc biệt là đối với lại Trung Cộng trong cái tư thế này. Đây là một cái điều mà chúng ta ít khi thấy trước đây, mà đã có những cái bạch văn liên quan tới cái việc này. Và nó lại liên hệ đến một cái sách lược mới mà Uông Văn Bân khi mà lên tiếng về cái bản tường trình này đó, thì tức là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đó, thì ông ta lại không hề nhắc tới cái chủ quyền của cái đường lưỡi bò chín đoạn, mà ông ta lại nhắc tới một cái từ mà nó đã khá lâu không được sử dụng và ngày hôm nay được nhắc tới nhiều hơn, đó là cái vấn đề tứ xa, tức là bốn cái nhóm đảo mà Trung Cộng đã xem như là thuộc về cái chủ quyền của mình và dùng cái đường thước để mà vạch tất cả những cái đó và xem như đó là cái chủ quyền của Trung Cộng, chỉ coi như cũng chiếm hầu hết cái Biển Đông. Thì đấy là một câu hỏi tôi muốn đưa ra một lần nữa với hai anh ở đây để thấy được cái tầm quan trọng của cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như là cái bản cáo trạng mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra vào tháng trước liên quan tới Biển Đông, nó như thế nào trước những cái âm mưu bành trướng của Trung Cộng. Xin mời anh Bình. Chính xác thì nó không phải bản cáo trạng, mà nó là một cái lạng tuyên bố lập trường của Mỹ, những cái quan điểm pháp lý của chính phủ Mỹ đối với những cái yêu sách về chủ quyền trên Biển Đông. Thì nhưng mà cái nước mà đặt ra nhiều yêu sách nhất là Trung Quốc, cho nên lúc mà nói lên cái quan điểm như vậy thì người bên Trung Quốc họ đọc và thấy cảm thấy đây là cái cáo trạng thật, tại vì họ là cái người mà có nhiều cái vi phạm nhất đối với những nguyên tắc này. Thì nó có đi xa hơn thiệt, tại vì trong mình còn nhớ trong hai nhiệm kỳ, trong khoảng từ một thập niên vừa rồi đó, thì cái lập trường căn bản của Mỹ đó, lúc nào cũng nói là chúng tôi không có binh vực cho hay là ủng hộ cho một cái yêu sách ủng hộ hay phản đối cho đối với bất cứ một cái yêu sách chủ quyền của một nước nào cả. Chúng tôi là trung lập, chúng tôi chỉ mong là mọi nước giải quyết với nhau một cách ổn thỏa và giữ tôn trọng cái luật hàng hải trên biển. Còn chủ quyền ở các đảo là chuyện các nước tự giải quyết với nhau. Trong cái bản, cái gần như có thể nói là cái bạch thư về vấn đề chủ quyền trên biển đó, thì lần này Mỹ đã bắt đầu lên tiếng về những cái yêu sách chủ quyền trên các đảo luôn. Ví dụ trường hợp như là cái bãi săn bãi cạn Scarborough, thì đây là một cái bước xa hơn. Thì đương nhiên là trước hay sau thì cũng phải dẫn đến bước đó thôi. Tại vì những cái yêu sách của Trung Quốc đó, thì Mỹ không thể chấp nhận được.
và để giữ những đồng minh như là Philippines và những đồng minh có thể trong tương lai như là Việt Nam, thì bắt buộc là lúc nào đó Mỹ phải có một cái lập trường dứt khoát về những cái chủ quyền này. Xin mời anh Nguyên có ý kiến. Và cái vấn đề cái lập trường của Mỹ thì khá lý thú. Nó lý thú ở cái chỗ là cái luật biển 1982 UNCLOS Mỹ không có ký, và chính vì Mỹ không có ký nó làm cho, trong khi Trung Quốc Mỹ không ký nhưng mà tôn trọng, còn Trung Quốc ký nhưng không tôn trọng, nó treo tréo như vậy. Trong quốc ký tôn trọng và không tôn trọng, mà Mỹ mà không ký mà tôn trọng. Mà bây giờ khi mà Mỹ lên tiếng như vậy về cái lập trường, về cái vấn đề mà yêu sách chủ quyền, thì rõ ràng là Mỹ muốn củng cố những cái biên giới chủ quyền của 10 quốc gia Đông Nam Á ở trong vùng đó, xác định là cái biên giới là giới luật pháp quốc tế, là đây mấy anh là đại chủ quyền của mấy anh, và tôi là coi như là đây là cái vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của những quốc gia này, và để duy trì luật pháp quốc tế chúng tôi phải giúp đỡ những quốc gia này, tôi phải bảo vệ những quốc gia này. Thành ra nó một cái mà mình thấy một cái hơi nó khôi hài ở chỗ đó, là anh Trung Quốc á, là ảnh ký, tức là ảnh muốn chấp nhận cái luật pháp nhưng mà ảnh muốn phá. Bởi vì thật sự là Trung Quốc bây giờ vẽ đường lưỡi bò và nó tưới xa để mà làm 200 hải lý cho những quần đảo, là anh muốn phá cái luật pháp quốc tế, tức là anh dùng cái luật pháp quốc tế và đồng thời anh phá luật pháp quốc tế. Còn Mỹ là không ký vào cái luật pháp quốc tế nhưng mà muốn duy trì cái luật pháp quốc tế, và khi mà lên tiếng như Mỹ lên tiếng như vậy, tức là Mỹ gọi là củng cố cái chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của những quốc gia, 10 quốc gia trong vùng, để chống lại cái sự xâm lấn của Trung Quốc. Thành ra do đó mà cái lên tiếng của Mỹ như vậy là những 10 quốc gia Đông Nam Á họ rất là thích, họ rất là muốn, trong đó có Việt Nam, họ rất là muốn cái điều đó. Bởi vì Mỹ phải coi giống như như Bình nói là từ trước tới nay nói là vấn đề chủ quyền tôi không có đụng vô, nhưng mà bây giờ rõ ràng là bắt đầu đụng vô, và Trung Quốc cũng thấy rõ điều này. Thành ra trở lại cái vấn đề là ở Trung Quốc hiện giờ là họ tìm cách, họ tranh thủ với Mỹ để mà họ ve vuốt 10 quốc gia Đông Nam Á. Mà họ ve vuốt như vậy thì họ thường thường là cái củ cà rốt mà họ ve vuốt là cái COC, tức là cái gọi là quy tắc ứng xử. Hồi xưa nay là chỉ có cái tuyên bố ứng xử thôi, nhưng mà cái quy tắc ứng xử, nhưng mà cái quy tắc ứng xử bây giờ là gọi đó là đem ra để nhử, nhưng mà Trung Quốc có những cái điều kiện quá cao mà 10 quốc gia đó chưa có thể chấp nhận được, và Hoa Kỳ cũng không thể để cho 10 quốc gia đó chấp nhận được, tức là không được tập trận với những quốc gia ngoài vùng, hay là không được khai thác kinh tế với những quốc gia ngoài vùng, tức là đuổi Mỹ và đuổi những quốc gia Tây phương ra khỏi cái vùng Biển Đông rồi. Thành ra đó là một cái điều bất lợi. Thành ra một cách tóm lại thì phía Trung Quốc họ bắt đầu họ thấy rằng họ không có cái nền tảng pháp lý vững vàng để mà họ bảo vệ cái đường lưỡi bò của họ. Bởi vì càng ngày đi ra tòa trọng tài quốc tế là đã thua 2016 rồi. Mà bây giờ rồi mà căn cứ cái gì để mà nói cái đường lưỡi bò đó là hợp pháp thì Trung Quốc không có cái gì để căn cứ được. Và đã do đó họ bắt đầu họ ở vào cái thế thủ, và đó là mà Hoa Kỳ ở bắt đầu vào cái thế công trên cái phương diện pháp lý vậy thôi. Tôi cảm ơn cái phân tích của cả hai anh, và tôi thấy rõ một điều đó là cái bản đúng như anh Bình nói, nó mình dùng cái chữ cáo trạng là mình muốn nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của cái bản văn khi mà vạch những cái sai lầm của Trung Cộng trong cái việc mà gọi là đòi cái chủ quyền của mình ở trên Biển Đông. Nhưng mà nó là một cái bản văn thôi. Và tôi thấy có một điều đó là nó quan trọng ở chỗ này, là lần này thì quả nhiên là nó đã có một cái ngôn ngữ rất là mạch lạc, nó rõ ràng, và đúng như vậy nó trở thành một cái cột trụ cho tất cả các quốc gia trong khu vực. Bởi lẽ Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia đều đã có những cái phản đối với Trung Cộng ở trên Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà Trung Cộng cũng lại ngược lại, cũng lại đưa ra những cái bản văn khác để mà chống lại. Cho nên ít nhất cho đến ngày hôm nay đó,
thì một số các quốc gia phương Tây như là Anh, như là Đức, như là Pháp cũng lên tiếng ủng hộ, nhưng mà Mỹ thực sự là chưa bao giờ ủng hộ cho đến lần này. Và vì vậy tôi cho rằng đây nó là một cái bản văn khá là quan trọng, nó trở thành một cái cốt lõi cho cái hướng đi mà Hoa Kỳ đã vạch ra. Và chắc chắn là các quốc gia trong khu vực họ cũng rất là vui khi mà một lần nữa một cường quốc như Hoa Kỳ đứng về phía họ để mà giúp họ trong cái chuyện bảo vệ cái phần quyền tài phán cũng như là chủ quyền của họ trên Biển Đông. Một trong những cái điều mà cũng xuyên qua cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đó mà chúng ta trông thấy lần này khi phổ biến đó, thì tôi thấy nó có nhắc đến một cái tập hợp mà chúng ta đã nói tới là Bộ Tứ đó, tức là gồm có 4 quốc gia Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ. Nhưng mà lần này thì lại không thấy nhắc đến một cái liên minh về quân sự AUKUS, tức là giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc, mà chúng ta đều biết là nó có thể nó là những cái mối liên hệ tương quan với nhau. Nhưng mà lần này thì trong các bản văn này lại không được nhắc đến. Thế thì câu hỏi của tôi được đặt ra ở đây đó, liệu đây nó có phải là một cái cách nhìn mới hay thực chất nó vẫn là một cái hướng đi bình thường, nhưng mà bên cạnh đó nó đã có một số những cái gọi là biến tấu thay đổi một tí để cho cái bản văn này nó được cái sự chấp thuận rộng rãi hơn của nhiều quốc gia. Xin mời anh Bình. Có nhắc đến AUKUS ở cuối trang 15 trước khi đi vô cái phần về Bộ Tứ, nhưng mà đặt trọng tâm về Bộ Tứ nhiều hơn. Và có một cái đặc điểm là trong 4 nước trong cái Bộ Tứ đó thì có một đoạn đặc biệt dành cho Ấn Độ, và nó có hỏi là Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cái sự trỗi dậy của Ấn Độ một cách cụ thể luôn. Cái này là một cái cũng là một cái đặc biệt dành cho nước Ấn Độ, là vì nói như vậy thì nó không có thường bình thường thì nó không có tế nhị về mặt ngoại giao. Ai cũng biết Ấn Độ đang là một cường quốc đang lên, nhưng vì lý do ngoại giao ít khi nào trong một cái văn bản quan trọng như vậy mà lại tuyên bố là chúng tôi hỗ trợ cho cái sự trỗi dậy của một nước nào đó ở trong vùng. Nhưng mà đặc biệt họ trong cái đoạn họ nói cụ thể luôn sẽ hỗ trợ sự trỗi dậy của Ấn Độ, để rồi đấy Ấn Độ sẽ đóng cái vai trò quan trọng trong cái Bộ Tứ. Và họ cũng nhấn mạnh là cái Bộ Tứ sẽ là cái nền tảng của cái cấu trúc mới về an ninh ở trong vùng Á Châu Thái Bình Dương, trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương. Thì đây là cái điểm nhấn mạnh so với 3 năm trước thì nó đi xa hơn. Xin mời anh Nguyên. Và nếu như vậy thì liệu Nam Hàn nó có đóng cái vai trò gì không? Tại vì Singapore cũng thế. Xin mời anh. Dạ, thật ra thì cái Mỹ nó dùng những cái Mỹ dùng những cái liên minh những để mà bao vây Trung Quốc. Và bên phía Trung Quốc, một vị giáo sư nổi tiếng của Đại học Bắc Kinh đó là có nói là nếu mà Trung Quốc mà đối phó lại với những cái sự bao vây của Mỹ thì Trung Quốc không có làm được nổi đâu. Và là cũng là vừa không làm nổi mà vừa lọt vào cái bẫy, lọt vào cái game của Mỹ. Thành ra là Trung Quốc nên có một cái chiến lược toàn diện để mà đối phó, chứ không phải là chiến lược manh mún để mà đối phó từng cái manh mún của Mỹ, từng cái liên minh một của Mỹ mà hữu hiệu được, và cũng không có khả năng để làm. Thì trở lại cái AUKUS cũng như là cái co đó, thì cái Bộ Tứ thì thật sự cái Bộ Tứ là nó không có đặt trọng tâm lớn vô cái vấn đề mà an ninh quân sự. Cái an ninh quân sự có thể nói là bộ tam cái AUKUS, chứ còn cái Bộ Tứ là trong đó Ấn Độ cũng như là Nhật Bản họ rất là lưỡng lự trong cái vấn đề mà gọi là an ninh quân sự cho mạnh lên Bộ Tứ, là bởi vì họ có làm ăn với Trung Quốc quá nhiều, quá lớn. Ấn Độ và Nhật là cái nền kinh tế thứ ba trên thế giới, Ấn Độ là cũng nền kinh tế thứ năm, thứ sáu. Thì là do đó mà họ không có muốn là cái vấn đề nặng trên vấn đề mà an ninh mà phải nặng trên vấn đề kinh tế. Và cái đối với cái mặt trận của Mỹ thì họ muốn rằng là cả hai mặt trận về cái kinh tế cũng như là về cái an ninh là phải đều phải có hết. Do đó mà khi mà đặt trọng tâm trên vấn đề an ninh đó, thì cái bộ tứ không làm được cái chuyện này, mà phải là cái
bên phía Mỹ nó có hai cái mặt trận, một trận kinh tế là dùng cái bộ tứ và mặt trận an ninh thì dùng cái bộ tam. Và cái như anh Việt có nói trường hợp của Nam Hàn hay là của Đài Loan chẳng hạn, đó là những nền kinh tế lớn. Và cái những cái nền kinh tế đó, đó là có lẽ là theo tôi hiểu thì cái mà Hoa Kỳ mới vừa đưa ra là khởi động cái khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Thái Bình Dương đó, là chắc chắn là hai cái nền kinh tế đó nó là hai cái nền kinh tế nó phải nằm trong cái khuôn khổ đó. Bởi vì Mỹ không có trở lại cái CPTPP và Mỹ muốn làm một cái khuôn khổ mới trong cái vấn đề kinh tế với cái tiêu chuẩn cao, thì do đó mà về kinh tế, về cái vấn đề an ninh quân sự thì dĩ nhiên là Nam Hàn cũng như là Đài Loan thì nó rõ ràng rồi. Nam Hàn là mấy chục ngàn quân của Mỹ đang đóng đó, và Đài Loan là coi như là Mỹ thì đến coi như buôn bán vũ khí, bán vũ khí rất là nhiều, và cho biết là cái thống nhất trong hòa bình thì được, còn thống nhất trong cái là bạo lực thì Mỹ có thể can thiệp. Nhưng mà thật ra thì có nhiều người phê bình Mỹ về cái vấn đề mà cái chính sách đối với Đài Loan cũng như đối với Ukraine. Đối với Đài Loan là một chính sách gọi là mập mờ chiến lược, và đối với Ukraine là một chính sách gọi là non-commitment, tức là không cam kết. Tức là đối với Ukraine là nói là tôi không gửi quân vào, nếu mà Nga có đánh tôi cũng không gửi quân vào. Mà đối với Đài Loan thì mập mờ chiến lược là coi là không có nói là Trung Quốc đánh thì tôi sẽ gửi quân vô hay không. Là những cái mập mờ chiến lược đó, để Mỹ có cái mục tiêu là để là tới lúc mình có nhiều cái option để mà giải quyết, là muốn giải quyết như thế nào cũng được hết, muốn đánh cũng được mà muốn bỏ cũng được. Nhưng mà những cái mập mờ chiến lược đó là những nhà phân tích phê bình là nó sẽ chỉ tạo thêm điều kiện cho những cái quốc gia như Trung Quốc hoặc là Nga, tạo cho điều kiện họ hung hăng thêm chứ không phải là họ hiền dịu lại. Thì đó là một cái mà bất lợi cho cái chiến lược của Mỹ về vấn đề mà mù mờ chiến lược hay là không cam kết ở tại Iran. Thì trở lại vấn đề thưa anh, thì với Mỹ là bây giờ rõ ràng ông Blinken ông đi qua bên Úc, ông họp cái hội nghị ngoại trưởng ở của CORE của Bộ Tứ, và ông có nói mặc dù tôi theo dõi 24/7 về vấn đề Ukraine, nhưng mà Ấn Độ Thái Bình Dương rất là quan trọng với Hoa Kỳ, bởi vì đó là tương lai của Hoa Kỳ trong thế kỷ thứ 21, và do đó tôi cũng nhất định là coi như là mặc dù rất là bận với Ukraine 24/7 nhưng mà tôi cũng vẫn là phải chứng tỏ rằng là tôi quan tâm tới cái Ấn Độ Thái Bình Dương này. Mà quan tâm đó thì dĩ nhiên họ phải mở hai cái mặt trận về kinh tế và an ninh, vậy thưa anh. Cảm ơn cái phân tích vừa rồi của cả hai anh. Thật nhanh thôi, để bổ túc với cái ý của anh Nguyên đó, thì tôi nghĩ là cái vai trò của Nhật Bản đó ngày hôm nay nó đã khá rõ nét. Chúng ta nhìn thấy cái sự thay đổi từ hồi năm ngoái và đến khi mà cái cuộc bầu cử vừa mới diễn ra và ông thủ tướng mới lên cầm quyền đó, thì chúng ta thấy đó là họ đã khẳng định cái vai trò của họ ở trong khu vực, và nhất là họ đề cập tới Đài Loan như là một yếu tố chính. Và nếu mà Đài Loan có mệnh hệ gì thì đó là cái an ninh của Nhật Bản cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và vì vậy tôi nghĩ rằng là họ đã bước lên một bước nữa để có được một số những cái liên kết. Ấy là chưa kể trong cái năm vừa rồi họ cũng đã gửi hải quân để mà tập trận hai lần ở tại Biển Đông. Đấy là một số những chi tiết mà tôi muốn bổ túc thêm. Trở lại cái câu chuyện của mình ngày hôm nay, thì kính thưa quý khán thính giả, cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương nó là một cái đại chiến lược mà nó bao hàm nhiều cái lĩnh vực, quy tụ nhiều quốc gia, mà trong đó Hoa Kỳ là cái quốc gia đứng đầu. Và chúng ta đã nhìn thấy cái sự tiến triển ở tại cái khu vực này trong thời gian vừa qua. Chúng ta cũng đã nhìn thấy cái mối đe dọa ở tại khu vực này tạo ra, gây ra bởi Trung Cộng trong cái thời gian vừa qua. Và chúng ta biết là thời gian sắp tới thì Biển Đông, Biển Hoa Đông nói chung nó sẽ là cái chảo lửa mà nó sẽ có thể tạo ra rất nhiều sóng gió và cũng có thể mở ra những cái cuộc chiến do cái sự cạnh tranh ở tại cái khu vực này. Vì vậy cho nên đây nó là cái vấn đề quan trọng mà chúng ta sẽ cần phải tiếp tục theo dõi. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi cũng xin chấm dứt cái phần hội luận liên quan tới chiến lược châu Á-Thái Bình Dương hay là Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
và xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý khán giả vào chương trình kế tiếp.